Chào tất cả mọi người, Sun đây. Chào em nha. Căn trước các bạn ơi, mình mới lấy mấy cái lọ hoa này, mình sẽ căn trước mấy cái chỗ này. Xíu nữa thì mình sẽ bỏ một cái đồ rất là xịn sò trong này nha. Thế ra không biết tầm này có vừa không ta? Ai mà biết được. Ok, trước khi vào video các bạn hãy nhớ bấm like, subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Có lẽ là các bạn đang thắc mắc nha, bây giờ là mình đang gọi là căn trước để kiếm một cái khu vực, xíu nữa sẽ để mấy cái đồ decor mới các bạn ơi. Tại vì bên này là mình cũng xây mất một khoảng rồi. Đồ decor đó chính là một cái hồ câu mới nha các bạn ơi. Hồ này sẽ câu được loại cá mới là cá trời sao nha. Đây, trong cửa hàng nha. Có luôn cả một cái cần câu hộ vệ mới nè. Nhưng mà giá này chát quá, gần 400 nghìn mình mua không có nổi. Nhưng mà khi gói bốc thăm thì mình xài nổi nha các bạn. Bốc thăm chỗ câu cá trời sao. Trời ơi, nhìn cái background là thấy xịn sò rồi đó. Tông màu xanh dương đậm các bạn ạ, khá là trầm luôn nha. Nhưng mà có cái ánh sao, tại vì là buổi đêm mà nên là màu này nó mới đúng. Chỗ câu cá trời sao nè. Phía trên thì sẽ có một cái ngôi sao. Không biết là lúc mà đi ra bên ngoài thì có y chang như này không ta? Ôi các bạn nhìn nè, đây chính là cái nhân vật của mình nha các bạn. Ô mà nhỏ xíu luôn. Vậy là cái hồ này nó bự lắm hả ta? Ê vậy chắc kiểu này không vừa quá à. Mình căn đi không rồi. Ảo thật đấy. Chiếc hồ này thì được thiết kế theo một hình ngôi sao nha. Để xem là ngôi sao mấy cánh nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cánh nha các bạn. Ôi, còn có cả một bộ đồ nữ nè, với cả một cái ghế hay sao ta? Băng ghế trăng khuyết hả? Ôi, nhìn rất là xịn luôn á. Với cả mấy đồ decor nhỏ nhỏ khác nha. Rồi, để mình bốc thăm thử xem là có ra được không nhá. Nhưng mà trước tiên phải đi sang bên này cái đã. Này, mình đang ở bên khu camping nha. Đâu rồi, chú tí cây. Nè, mình phải làm thủ tục trước nha các bạn. Rồi, lấy nước nè. Nam Mô Di Đà Phật phù hộ cho con ra được chỗ câu cá trời sao nha. Tối cây. À, cây mọc lên là được các bạn ơi. Rồi, tiện tưởng nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi bốc thăm nha. Hiện tại là mình đang có 17 cái vé carbon. Mình sẽ bốc liền 10 cái luôn nha. Yo. Hộp nhìn khá là bí ẩn luôn, kiểu màu trầm trầm á. Bây giờ thì các bạn hãy mở cùng mình nha. 5 hộp đầu tiên thì mình sẽ dành cho mình trước nha các bạn, để xem là có hên không nha. Hộp đầu tiên. Đấy. Umala. Ôi, ra con nai hả? Hả? Ồ, cây tạo hình hươu sao. Ồ, con này là con hươu các bạn ạ. Ồ, con hươu khác con nai hả ta? Hay là nó là một trời? Ai mà biết được. Uầy, nhưng mà nhìn bên trong khá là đẹp nha. Tạo hình thì là một bé hươu, nhưng mà ở bên trong hình á thì là một bầu trời đêm toàn sao là sao luôn nè. Uầy, nhìn khá là ảo luôn á. Rồi, tiếp nha. Ây da, cái gì đây? Gì mà có ngôi sao bự ta? Ồ, đèn lồng sao băng. Bự dữ hả? Ủa không biết có bự không ta? Phải có mô hình người thì mới biết là có bự hay không á. Nhưng mà thường mấy thứ mà bự sẽ có một cái mô hình đứng trước nè. Vậy thì cái này chắc không bự rồi. Vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay khi rơi xuống đất hả? À, vậy là đây là một ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Nên nó cắm xuống đất như thế này nè. Đúng là phải cắm nghiêng chứ cắm này thẳng nó hơi không tin lắm nha. Rồi tiếp nha. Hộp thứ ba. Ây da, hai cái lồng đèn luôn. À nhầm, hai cái đèn lồng. Rồi hộp thứ tư. Ây da, ba cái luôn kìa. Ủa gì trời, tính ra là không khen đẹp luôn á. Mấy lần trước là khen đẹp mới ra liền mấy cái, bây giờ không khen đẹp luôn á. Ủa mình có khen đẹp không ta? Ủa không biết nữa các bạn ơi. Rồi cái thứ năm nha. Ây, bụi cây hoa sao tròn. Ô cái này đẹp như này mà được có trên đì thôi hả? Trang trí ở bên ngoài cũng là mấy cái sao sao nhỏ nè, còn bên trong sẽ là cái bầu trời sao giống y hệt con hươu các bạn ơi. Đã nhặt sao lên để làm. Ồ, là có nghĩa cái này làm bằng sao đó hả? Oh my god, vậy là cái này quý lắm nha. Rồi bây giờ sẽ đến chuyên mục của các bạn nha. Bạn nào mà muốn mở cùng mình thì bây giờ các bạn hãy ấn like, subscribe liền nhá. Mình để các bạn 3 giây nè. 3 2 1. Ok. Jonah. Đồ vip. Ô, cái tóc. Sao mà cái mái tóc này nó như cái sừng rộng ngược vậy các bạn ơi. Oh my god. Nó cong vút các bạn ạ, nó cong vút mà nó còn nhọn nữa chứ. Không những nó cong mà nó còn cong về hai bên nữa nha. Này, mái tóc mềm mại như cơn gió đêm. Là mềm mại dữ chưa? Ê ơi. Rồi, tiếp hộp nữa nha. Ê da, gì đây? À, trang trí thỏ hoa sao. À, đây là một em giống em hươu các bạn ơi. Là bên trong cũng được trang trí bằng bầu trời sao này. Ngoài này sẽ có mấy cái cây đồ này kia đó. Cũng là một đồ decor ha. Rồi, này chắc là thỏ ngọc này các bạn ơi. Thỏ ngọc của chiếc không trăng đồ đó. Rồi, tiếp nha. Ây da, hai cái luôn. Hey. Ôi,
Dày hả ta? Hình như dày kìa. Ôi, ôi, bốt dài bầu trời đêm. Ô, đồ nữa mà giày này giống giày hoàng tử quá ta. Thôi kệ đi, hoàng tử gì công chúa gì cũng mặc hết á. Vô. Ây da. Là cho đôi ha, hai đôi luôn á, là có đôi có cặp luôn á. Vậy là lần đầu tiên, 10 hộp đầu tiên của mình không ra đồ VIP các bạn ơi. Có phải là mình đòi hỏi hơi quá không nên là hồi nãy game không cho mình người ta. Minh xinh yêu. Ôi bạn chào mình kìa, chào bạn nha. Chào bạn. Ủa sao bạn quay đầu vậy? Ê khoan, cái tóc này nhìn với bộ váy ngoài này hợp nha. Ô, nhìn trong kia thì hơi kỳ nhưng mà nhìn bộ váy thì đẹp nha các bạn. Kiểu dạng váy phồng đồ đó. Ồ, vậy là bộ đồ này tính ra cũng đẹp á nha, không không có xấu nha. Ê, mình rút lại lời nha, hồi nãy mình mới chơi bộ tóc xong. Lươn lẹo. Thôi lần này mình bớt tham đi, mình sẽ thích cái cả. Nếu mà chưa ra được cái chỗ câu thì xin game cho ra cái băng ghế trăng khuyết cũng ok đồ đó. Cũng được đi. Hay hoặc là bộ đồ cũng được đi, để cho mình còn cosplay. Nhưng mà game ơi, mình vẫn thích cái chỗ câu nhất nha. Lươn lẹo. Hey, nó lẹ nha các bạn. Ra chỗ câu nè. Ấy, quay đi. Ây da, bụi cây hoa sao tròn. Trời ơi, sao quá trời sao rồi. Tiếp nè. Ê, Umalashibu. Hey. Ấu, Umala. What? Ây da. Ô, bộ váy. Ôi trời ơi, đầm bầu trời đêm. Ui, ra luôn bộ đồ các bạn ơi. Xin cái cho luôn đó chịu ơi. Mời đến. Ê, vậy là hên đó, phải là hên đó. Vậy chắc lần này là mình sẽ ra được cái chỗ câu nè. Vô. Umalashibu, chỗ câu. Ây da, cái cây. Cây hoa sao ước nguyện. Mình xem trong hình hình như là bự lắm nha. Có vẻ là cũng xịn đây. Đó, cũng đính sao đồ này kia đó. Mà sao đâu ra mà lắm chứ. Trời, đính hết lên bụng cây rồi. Đến cả cái cây bự cũng có luôn. Rồi, mình thấy có vẻ là nâng hên đó. Tiếp nha. Nào nào. Quay đi, quay đi. Ây da, đèn lồng. Là sao vậy mọi người? Không sao, vẫn chưa hết, vẫn chưa hết vé. Vô tiếp nè. Ấy. Ấy ấy. Ây da, bụi cây nữa. Ấy. Ai vé tiếp. Ôi, Umala. Ây da. Ra cây nữa nè. Vô tiếp nè. Ây da, trời ơi. Thôi xong rồi các bạn ạ. Lần này nếu như mình mở tiếp mà không ra là mình sẽ phải sang cái nhà một người nha các bạn. Nhưng mà để không ra mình mới nói nha, còn ra thì mình sẽ không qua đâu. Rồi vô nha các bạn ơi. 30 hộp. Đấy, bạn nào mà ra rồi thì nhớ nhà vía cho mình nha các bạn ơi. Vô. Umala. Ây da, một cái bụi cây. Tiếp nè. Ui, bụi cây nữa. Thôi nhanh cái môi, tôi thấy cái sân vườn nhà tôi cũng rộng lắm rồi đó. Vô. Ôi, đèn lồng nè. Ây da, đèn lồng nữa. Nhiều dữ rồi trời. Sắp mở hàng tập hóa luôn rồi á. Ui, cây nữa nè. Nếu có ước nguyện thì hãy tìm đến cây xa hoa sao hả. Trời ơi, hồi nãy mình không có đọc thấy cái dòng này các bạn ơi. Biết thế thì mình về nhà mình được co cái xong mình đến mình ước cho rồi á. Mình bỏ ra mất tiêu rồi, giờ làm sao ta. Không lẽ bây giờ còn 5 hộp mình dừng lại. Không, mình tặng rồi được không trời. Nói thế thì chịu rồi chứ. Ê, mình nghĩ ra rồi. Bây giờ mình sẽ ước ở đây thôi nha. Bây giờ mình sẽ tìm xem là đâu là ngôi sao bự nhất trên này. Thì mình sẽ nhấn vào đó coi như là mình ước đó. À, bây giờ mình sẽ ước nha. À, con ước cho con được cả chiếc chỗ thuyền. Ờ, con ước cho con được cái chỗ cần câu cá sao trời sao. Ủa gì vậy? Ờ, con ước cho con chỗ được câu. Ủa gì vậy? Con ước cho con câu được. Ủa gì vậy? Con ước có mở được chỗ câu cá trời sao mới. Trời ơi, có một câu thôi mà nói mấy lần. Rồi, ôi sao bự nhất đâu. À đây đây. À đây đây đây, nó đây nè. Vô. Tím hả? Đồ tím hả? Ui ôi, mũ nồi bầu trời đêm. Ảo thật đấy. Có gắn đá quý gọi là sao băng hả? Ê, nhìn như cái vương miện đấy các bạn ạ. À. Ở trên gắn hai cái lông nữa nè. Hay vậy trời. Giống như mấy cái mũ hoàng gia đồ này kia đó. Vô tiếp nè. Ây da, nói hưu nó vượn hoài vậy trời. Sao mà ước mà chưa thấy ra chỗ câu vậy ta. Ra đi. Ây da, mấy tóc nữa. Mở chưa ra cái cần câu còn gặp lại nữa chứ. Vô nè. Ây da, trang trí thổi sao. Ui xong rồi, còn một hộp cuối cùng. Vô. Ôi, thôi chịu rồi. Vậy là tổng kết lần này mình được đúng một đồ new thôi các bạn ơi. Rồi, hiện tại mình đang có mặt tại một ngôi nhà rất là sang trọng, rất là đẹp đẽ. Ủa gì vậy? Hả? Ôi, Zolo con tưởng anh Toàn các bạn ơi, giật cả mình. Đây chính là nhà của anh Toàn Zolo. Hồi nãy thì mình có kêu các bạn là
nếu như mà mình không mở được ra thì mình sẽ sang nhà một người thì chính là nhà anh Toàn đó các bạn. Chào chị nha. Thì thôi không mở ra thì mình sang đây mình review ké thì các bạn. Đây, đây chính là trước chỗ câu cá trời sao. Ui, what? Ôi trên này có cái sao thật nè. Ôi không những là sao mà nó còn kiểu lấp lánh mà nhún lên nhún xuống nữa các bạn ơi. Ghê à trời. Xịn quá nha, xịn quá nha. Ê tự nhiên bây giờ mình nghĩ ra nha, nếu như mà mình không mở hộp thì mình cũng có hồ để câu mà. Vậy thì sao khỏi mở đi. Lươn lẹo. Thôi được rồi, để mình thử hiệu ứng của cái hồ này nha, xem là nó có hiệu ứng gì đặc biệt không nha các bạn. Đó, hiện tại thì mình chỉ có cái cần này là cần xịn nhất thôi. À, cần câu gỗ phép thuật nha. Rồi, thả thử nha. À, để xem là cái hồ này có lên cá trời sao đồ này kia không nha các bạn ơi. Ôi, nhìn ở ngoài đây mới thấy là rất là bự luôn á. Mình không nghĩ là bự như thế này đó. Bên trên còn được trang trí đồ này kia đó. À, cũng lấp la lấp lánh trời sao đồ đó ha. Đây nha. Trời ơi, một con cá chép. Bán luôn. Đấy, nói chung là ngoại hình thì cũng khá là đẹp ha. Rộng thì cũng rất là rộng luôn. Nếu như là các bạn nào mà có điều kiện nó có thể mở ra được thì có thể mở tiệc cho nhiều bạn vô giống kiểu anh Toàn nè. Đây ở đây cũng khá là đẹp nha. Ui, cái sao này cũng lấp lánh nè. Mời đến. Thôi được rồi, bây giờ review xong rồi về cho mấy món đồ vào đây ha các bạn. À, coi như là mấy cái này bây giờ mình phải dục đi rồi đó. Rồi, để xem là mấy món đồ kia như thế nào nha. Đây, có cây nè. Cái cây này thì cũng có vẻ bự ha. Cũng được. Ok, ba cây. Rồi, có hai con hươu nè. Rồi, đây là hai con thỏ. Nhầm, ba con lần luôn thôi chị ơi. Có nhiều dữ thỏ dữ hả? Rồi, đến mấy cái bụi cây ha. Đấy, mình sẽ bỏ như này. Ai thỏ núp lùm nè. Hươu cạnh bụi cỏ nè. Cỏ gốc cây nè. Rồi, ba bụi luôn. Còn mấy cái đèn thì mình xếp ở đây thôi ha. Đó, cũng ảo ảo đồ này kia đó. Bây giờ mình sẽ cho đèn tối thui luôn. Nhưng mà tối như này các bạn sẽ không coi được. Thôi như này thôi. Sau đó thì mình sẽ mở tất cả đèn lên. Đó, rồi rồi. Mình tính là không mở hộp nữa đâu. Nhưng mà thôi, sẵn cái khung cảnh có cây ước nguyện đồ này kia thì mình sẽ ước một cái nữa nha. Này là tận 3 cây rồi, nó là ba ước 3 lần nha các bạn. Con ước cho con ra chỗ câu cần cá sao. Con ước cho con ra chỗ câu cần sao. Con ước những ngôi sao cầu cho con ra được chỗ câu cần cá gì. Ý trời. Nói chung là con ước đó. Cho con ra đi. 10 hộp cuối cùng. Hey. 270 kim cương của tôi. Ui. Trời ơi, đèn lồng nữa. Thôi chịu rồi. Cứ kiểu này là mình xếp nguyên một con đường bằng đèn lồng sao không đó. Ây da, trời ơi, đèn nữa. Vô nữa. Ôi ôi, 3 cái luôn. Hộp thứ 4. Ây da, 4 cái kìa. Ui, không tin, tôi không tin. Hộp thứ 5 là ra nè. Ôi trời ơi, tôi sốc các bạn ơi. Thiệt chứ cái gì không á, còn không ra được cái nào new luôn. Đây, mặc váy công chúa vô cho các bạn coi nè. Quá trời là đồ luôn nè. Xong rồi, tôi làm công chúa ngủ trong rừng luôn nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ vào đây tôi ngủ luôn.